toàn quý vị khách quý thân mến. Đến với ngày vui hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía gia đình họ nhà trai, đó là sự hiện diện của ông Trần Quang Chiêu và bà Nguyễn Hồng Phiền, là thân sinh của chú rể Trần Quang. Xin được kính chào toàn thể quý vị. Về phía gia đình họ nhà gái, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vũ Ngọc Sơn và bà Nguyễn Minh Thúy, là thân sinh của cô dâu Bích Ngọc. Xin được kính chào toàn thể quý vị khách quý. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ có lẽ chính là thời khắc đẹp nhất mà tất cả mọi người chúng ta đang mong đợi. Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hướng sự chú ý của mình ra phía cửa phòng đại điển và dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của hai nhân vật chính, chú rể Trần Quang và cô dâu Bích Ngọc. Xin mời. Được sự đồng ý của hai bên gia đình họ hàng và đồng tộc, tình yêu của đôi bạn trẻ đã nảy nở và nên duyên, và họ đã nguyện suốt cuộc đời sẽ cùng trèo lái tập trung tình yêu của mình đi đến bến bờ hạnh phúc. Cô dâu và chú rể cùng hai bên gia đình và đội khánh tiết của trung tâm tiệc cưới Diamond Palace, chúng tôi xin được kính chào và ra mắt toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, đám cưới là hình ảnh tốt đẹp nhất của hạnh phúc lứa đôi, là hạt giống đỏ của phúc lộc thọ, là niềm vui của hai họ, hai gia đình và bạn bè thân hữu. Chính niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay dường như được nhân lên gấp bội lần với sự hiện diện của tất cả quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đến chung vui và chúc phúc cho hai gia đình. Và để cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Thắng lên sân khấu sẽ thay mặt hai bên gia đình một đôi lời phát biểu cảm ơn. Xin trân trọng kính mời ông. Vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh chị, bạn bè của hai cháu Quang và Ngọc. Cháu Quang và cháu Ngọc qua một thời gian dài tìm hiểu cho đến nay đã chín mùi, hai gia đình chúng tôi cùng chung vun hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Hôm nay được các vị khách quý, các cụ, các ông, các bà, các bác, các chị và bạn bè của hai cháu bớt chút những thời gian để đến đây dự tiệc chung vui với hai gia đình chúng tôi, thay mặt cho hai gia đình chúng tôi xin cảm ơn các cụ, con, các bà, các bác, anh các chị, các vị khách quý. Kính chúc các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh chị ngon miệng. Kính chúc các cụ, con, các bà, các bác trong hội trường được đa tài, đa lộc, đa phú quý, đắc phúc, đắc thọ, đắc vinh quy. Xin cảm ơn.